Khoảng 10 năm trước thì câu chuyện giữa Toyota Ray và Kia Sonet sẽ là một sự viễn tưởng điên khùng. Còn bây giờ đó là sự thật. Chiếc xe Hàn Quốc lắp ráp thì đắt hơn chiếc xe Nhật nhập khẩu. Và thậm chí tháng trước doanh số của Toyota Ray còn tụt xuống dưới Kia Sonet cơ. Tất nhiên là chúng ta sẽ có nhiều lý giải cho việc Toyota Ray bị tụt lại so với lại Kia Sonet. Nhưng mà nguyên việc định giá cao hơn của mẫu xe Hàn Quốc cũng cho thấy rằng thị trường xe hơi Việt Nam đang thay đổi rất nhiều. Và đây là lời cảnh báo của tôi, nếu các bạn đã chốt mua Toyota Ray hoặc Kia Sonet và đem lòng yêu thương mẫu xe của mình quá đà thì đây là một video mà các bạn không nên xem. Người Việt Nam đặc biệt thích xe nhập khẩu, không cần biết là nó từ đâu. Về điểm này thì Toyota Ray có ưu thế hơn hẳn so với lại Kia Sonet. Tuy nhiên thì cũng nhiều người cho rằng việc nhập khẩu ở những thị trường kém phát triển như là Indo thì cũng không mang lại quá nhiều giá trị. Đây cũng là một điểm mà bản thân tôi luôn luôn bỏ qua mỗi khi đặt mình vào vị trí người mua xe, vì thực ra tôi quan tâm tới cái giá trị mà mẫu xe mang lại nhiều hơn là nguồn gốc của nó. Ngoài ra thì ở chiều ngược lại, anh em chạy Toyota Ray cũng có cớ để tố những anh em chạy Kia Sonet là xuất phát từ thị trường Ấn Độ, một nơi cũng kém phát triển với phần khung gầm chưa thực sự đảm bảo. Để tạo ra một cái sự cân đối ở cuộc so sánh lần này, chúng ta sẽ sử dụng chiếc Kia Sonet phiên bản Deluxe để so sánh với Toyota Ray, mẫu xe chỉ có đúng một phiên bản duy nhất. Và về phần thiết kế thì em biết là mỗi người mỗi ý, tuy nhiên thì em thích cái vẻ đẹp của Kia Sonet hơn, dù vẫn biết là Toyota Ray thì cũng đẹp đấy. Lý do cụ thể? Đó là sự hài hòa, phù hợp với cả hai giới. Em không chắc là nhiều người sẽ thích cái sự vuông vắn của Ray. Đây là một cái cá tính nó hơi khác. Ok, còn chiếc Kia Sonet thì với anh cũng sẽ có nhiều ưu điểm. Ngoài chuyện là kích thước dài rộng cao của nó lớn hơn thì cái mức độ hài hòa và cân đối của những cái đường nét của nó cũng sẽ tạo ra một ấn tượng tốt hơn so với phong cách có phần là hơi mỏng của Toyota Ray. Em hiểu ý của anh muốn nói là nhiều người cho rằng bề rộng của lốp xe của Ray hơi bé và yếu so với lại tổng thể của xe, phải không ạ? Chính xác. Và cuối cùng thì ngay cả khi trong đầu các bạn định hình mua một chiếc xe hạng A nho nhỏ thì kích thước vẫn là một vấn đề quan trọng. Xe Hàn Quốc chắc chắn là đẹp rồi. Nếu như mà không đẹp thì các hãng như là Kia hay là Hyundai phải tìm ra một điểm gì đấy thu hút hơn hẳn về giá bán để có thể cạnh tranh. Và chúng ta cũng không quá là bất ngờ khi nhìn thấy Sonet có phần thiết kế nội thất đẹp hơn, hiện đại hơn Toyota Ray. Đây cũng là một điểm mà tôi sẽ phải dài dòng một chút vì có vẻ như nhiều bạn xem video về Toyota Ray của tôi hơi nhanh và comment cũng hơi vội. Với tôi thì chiếc Toyota Ray là một mẫu xe có nội thất đẹp mắt và thú vị so với truyền thống của Toyota, so với mức giá trên 500 triệu của nó. Chứ còn nếu đặt cạnh chiếc Kia Sonet thì tất nhiên là vẻ thanh niên và sự hiện đại của Sonet sẽ khiến cho tôi có tình cảm hơn. Còn về mức độ thực dụng thì các hãng xe của Nhật Bản luôn làm rất tốt, đặc biệt là Toyota. Ray là một chiếc xe mà có kích thước tổng thể bé hơn, nhưng chúng ta sẽ nhận ra mức độ thoải mái của mẫu xe này sau khi mà mở cửa xe và quan sát hàng ghế hai. Về trang bị thì rõ ràng là chiếc Kia Sonet phiên bản Deluxe cũng khó mà so sánh được với Toyota Ray. Nguyên bộ đèn chiếu sáng chính bằng LED và đèn hậu bằng LED thôi cũng đủ mang tới mức độ hiện đại hơn cho mẫu xe Nhật Bản. Còn bên trong xe, các bạn sẽ có đồng hồ tốc độ điện tử và điều hòa tự động là những chi tiết mà Ray sẽ hoàn toàn đè bẹp đối thủ. Nói như vậy thì không có nghĩa là Kia Sonet thua thiệt hơn hẳn. Vẫn có những điểm mà các bạn yêu thích ở mẫu xe này, đó là ghế được bọc da hoàn toàn hay là cửa gió hàng ghế hai, trong khi đó thì Ray vẫn đang sử dụng ghế da pha nỉ. Một điểm nho nhỏ nữa chúng ta cũng sẽ cần phải nhắc tới ở đây, đó là như truyền thống của Toyota, Ray vẫn là một mẫu xe có điều hòa rất mạnh, còn Sonet thì điều hòa vẫn yếu như truyền thống của Kia thôi. Cuối cùng, nếu các bạn so sánh về trang bị an toàn thì rõ ràng mẫu xe Nhật Bản sẽ hoàn toàn là lấn lướt với hàng loạt những trang bị cao cấp hơn hẳn. Chết thì phải nói rằng với định vị trên 500 triệu và là chính chiếc crossover hạng A thì các bạn kỳ vọng việc Sonet hay là Ray đủ tải mà chạy khỏe là một điều hết sức viển vông. Thế thì chúng ta sẽ kỳ vọng gì? Đầu tiên tôi cho rằng chúng ta nên kỳ vọng nó có một sức khỏe đủ dùng ở trên cao tốc và sau đó là mức độ ồn ào của máy vừa vừa thôi. Các bạn sẽ tìm kiếm thấy cả hai yếu tố này, tuy nhiên không ở trên cùng một mẫu xe. Toyota Ray với đặc điểm là máy tăng áp, các bạn sẽ có sức kéo lớn ở vòng tua nhỏ và mẫu xe này theo thử nghiệm của tôi chạy 5 người lớn đủ tải là khá thoải mái. Tuy nhiên thì tiếng máy của Toyota Ray lại khó chịu hơn khá nhiều khi đặt cạnh chiếc Kia Sonet. Ở phía bên kia, Kia Sonet êm ái hơn nhưng các bạn sẽ chỉ tìm thấy một cái hiệu năng tương đối thoải mái khi di chuyển vận tốc thấp hoặc nhẹ tải thôi. Còn đi cao tốc, chiếc xe này sẽ chạy theo một kiểu mà tôi gọi là ga điếc, tức là các bạn sẽ đạp vòng tua lên rất cao, một lúc sau vận tốc mới thay đổi.
Cỡ A, phân khúc nhỏ có thể nói là gần nhỏ nhất của xe hơi. Thế nên là chúng ta yêu cầu một mẫu xe có khả năng cách âm tốt là không khả thi rồi. Vì vậy chúng ta cần tìm kiếm một mẫu xe có khả năng cách âm đỡ khó chịu thôi. Và với mục tiêu như vậy thì chúng tôi đánh giá cao khả năng cách âm của Sonet ở những cung đường đẹp và với vận tốc thấp. Còn với vận tốc cao thì các bạn phải chấp nhận một tinh thần đánh đổi ở đây, đó là đây chỉ là một chiếc xe hạng A thôi. Tiếp tục quay trở lại với tham chiếu là những chiếc xe hạng A thì việc đòi hỏi nó đầm chắc càn lướt hay lấy hay là những điều tiếp tục là rất viển vông. Tuy vậy chúng ta vẫn tìm ra được sự phân biệt ở đây. Với tôi thì với những chiếc xe giá rẻ có hệ thống treo đơn giản, tôi sẽ ưu tiên sự cứng cáp nhiều hơn là kiểu treo yếu và mỏng. Và như thế thì chiếc Toyota Ray mặc dù mang tới một số những cái cảm xúc không được thoải mái cho lắm, nhưng nó lại cứng cáp hơn chiếc Kia Sonet. Với tôi thì Sonet sẽ là một chiếc xe mà hoàn toàn thuần phục vụ đô thị thôi. Về cảm giác lái, Kia là một thương hiệu rốt ráo thay đổi trong khoảng 4-5 năm nay. Tất cả các mẫu xe của họ đều có những cái sự thay đổi rõ rệt so với chính thế hệ trước. Và như thế thì chuyện chiếc Kia Sonet có một cảm giác lái tương đối thú vị, mịn màng, không bỏ lỡ chuyển động là điều hết sức bình thường. Ở khoản này thì chiếc Toyota Ray rất tiếc là lủng củng hơn mẫu xe đối thủ. Với những video như thế này thì mục tiêu của chúng tôi là tìm ra những điểm mà các bạn phải chấp nhận đánh đổi giữa các mẫu xe. Và nếu như các bạn tìm kiếm một mẫu xe nào hơn ở đây thì rất tiếc các bạn đang bị lãng phí thời gian. Hy vọng là sau một vài giờ phút bực mình bối rối thì các bạn đã thực sự biết mình muốn gì và tìm ra chiếc xe phù hợp. Tôi sẽ nhấn mạnh hai chữ phù hợp cho tới khi nào dừng làm review xe thì thôi. Vì thực ra ở môi trường như Việt Nam dưới ngân sách một vài tỷ các bạn sẽ khó tìm ra được chiếc xe hoàn hảo lắm, mà chỉ tìm được chiếc xe phù hợp thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành ở video Head On của Gear Up. Nếu như cảm thấy video này hay, thú vị, hãy chia sẻ ngay lên tường, bởi vì đây là động lực để chúng tôi phát triển hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!